Thưa quý vị, đất nước Việt Nam của chúng ta trải dài từ Bắc chí Nam với 54 dân tộc anh em, và mỗi một dân tộc thì lại mang nét văn hóa độc đáo, những bản sắc rất là riêng biệt, không bị trộn lẫn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhà báo, và anh cũng là một người rất mê du lịch khám phá trải nghiệm. Anh đã đi rất nhiều và viết cũng rất nhiều, và anh sẽ kể cho chúng ta nghe những trải nghiệm trên những cung đường của mình. Trước tiên thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh về anh ngay sau đây. Sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời của ngày hôm nay. Xin giới thiệu cùng quý vị khán giả tác giả nhà báo Đỗ Quang Tuấn Hoàng. Xin chào anh ạ. Chào chị Thanh Vân, kính chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì em xin được chúc mừng anh vì cuốn sách mới này. Đây là những hình ảnh, những lời viết mà nhà báo Tuấn Hoàng đã ghi lại trên những cung đường của mình. Ồ, còn có cả những tấm bưu thiếp rất là đẹp, những hình ảnh về ruộng bậc thang, về những vùng cao nguyên, về những nơi mà anh đã từng đi qua. Tại sao anh lại yêu văn hóa Việt Nam mình nhiều đến như vậy ạ? Nhà tôi thì có rất nhiều người họ hàng đi kinh tế mới ở Hòa Bình. Ngày xưa thì cứ nghỉ hè là bố mẹ cho lên Hòa Bình chơi. Thì Hòa Bình là rất nhiều núi đồi, rồi có người Mường là người bản địa. Thế là từ nhỏ 5 tuổi, 7 tuổi các thứ cứ hè nào cũng lên, lớn lên thì nó cứ ngấm dần thì cuối cùng mình chọn cho mình một cái cách là đi nhiều về các vùng dân tộc để thứ nhất là để trải nghiệm, để tìm hiểu văn hóa của họ, thứ hai là mình làm du lịch, mình làm báo thì mình chia sẻ những cái hiểu biết của mình với khách hàng, với độc giả. Bây giờ mà em hỏi anh câu này em nghĩ nó cũng rất là khó, là anh ấn tượng với dân tộc nào mà nó gần như nó sâu đậm hơn hẳn không? Việt Nam thì có 54 dân tộc và hơn 100 nhóm ngành. Có dân tộc thì lại nhiều nhóm ngành khác nhau, và mỗi một cái nhóm ngành thì đều có những cái đặc sắc khác nhau. Thì họ sống khắp cả nước, nhưng mà nhiều nhất thì là vùng Đông Bắc, Tây Bắc và vùng Trường Sơn, Tây Nguyên. Tôi đến đâu tôi cũng tìm thấy cái thú vị của những người dân tộc. Nhưng mà đúng là tôi rất ấn tượng với cả người Mông. Tại vì thứ nhất là người ta có một câu là người Mông ăn đứng mây, nghĩa là người ta sống ở những nơi cao nhất, cái trên chóp núi vắt qua những ngàn mây, là vì như thế tôi ngồi ở trong một cái hiên nhà của một cái ông lầu trá của làm khèn ở Sủng Trái, Đồng Văn. Thì nhìn mây bay xung quanh, ông ấy ngồi ông làm khèn rồi ông thổi khèn cho mình nghe. Đấy, nghĩa là người Mông người ta luôn luôn sống ở những nơi cao vút như thế. Và cái quan trọng là cái văn hóa của họ rất đa dạng. Và họ, thứ nhất là họ sống rất khổ. Ví dụ những cái vùng của người ta, nhất là cái vùng cao nguyên đá Hà Giang chẳng hạn, là toàn là đá tai mèo. Họ phải vét từng cái nhúm đất một, bỏ vào trong cái hốc đá, xong lấy đá xếp lại xung quanh để trồng rau, để trồng ngô. Cái tri thức bản địa về cái việc thổ canh hốc đá của người ta rất đặc sắc. Nghĩa là họ ở trong một cái môi trường rất là khắc nghiệt, nhưng mà họ không bao giờ họ than van gì cả. Và họ tìm mọi cách để họ chinh phục thiên nhiên. Và quan trọng nhất là họ luôn luôn sống rất là kiêu hùng và lãng mạn. Có dân tộc nào mà anh cảm giác là bây giờ mà nhớ lại anh vẫn thấy rằng nó quá vất vả, quá khó khăn để mà mình có thể tiếp cận được họ hay không ạ? Ví dụ như tôi vào Apa Chải, đấy là địa bàn cư trú của người Hà Nhì. Thì vào tìm họ thì rất khó khăn. Chẳng hạn những cái văn hóa, cái trà của người Hà Nhì chẳng hạn. Nghĩa là sách vở thì nói là họ có một nền văn hóa trà cực kỳ rực rỡ. Thế nhưng mà tôi đi tìm phải 5 năm, tìm không thấy cái rực rỡ ở đâu cả. Nghĩa là trong cái quá trình thiên di thì quá trình chế biến trà ngon như là ở Tả ngày xưa thì nó mai một hết rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ còn hồi quang là trong những cái lễ cúng của người ta là luôn luôn phải có trà. Và phải đi tìm những cái cành trà ngon nhất ở trong rừng để làm lễ cúng thần. Họ thì uống trà hàng ngày thôi. Rồi trẻ con thì hoặc phụ nữ mới sinh thì là lấy trà để tắm trà. Cái trà nó đi suốt cả một cái vòng đời của người ta. Có những thứ mà mình cố công đi tìm thì mãi không được. Cách đây 2 năm là tôi quyết định đi tìm cái con đường hạt muối của người Cờ Ho. Nghĩa là chỉ nghe các già làng kể, ví dụ người Chin người ta có một câu là mẹ muối, mẹ ngà voi. Nghĩa là những thứ quý giá nhất của người ta thì người ta gọi là mẹ. Ngà voi và muối là hai thứ quý giá nhất. Rồi người Chăm thì làm bất cứ cái lễ vật gì thì việc đầu tiên là ông thầy ông phải cắn hạt muối. Đến với người Giác Lây thì cũng thế, người Giác Lây người ta kể là ngày xưa người Chăm mang muối lên đổi rồi người Cờ Ho xuống để đổi lại. Thế là nghĩa là mình khi nghe rất nhiều nguồn như thế thì mình muốn tìm cái con đường ngày xưa, con đường hạt muối, mình gọi là con đường hạt muối.
là ngày xưa người Co đi rừng ở Lâm Đồng như thế nào, xuống đổi muối ra làm sao, và người Chăm làm muối mang lên đổi như thế nào. Nhưng mà tìm mãi, tìm 2 năm trời mệt mỏi không tìm ra. Thế nhưng mà lại trong một cái lần đi cũng vào Đưng Cờ Nớ thì đi vào tìm một cái ông nghệ nhân là ông Bon Niêng Ha Xào, ông khắc hoa văn, ngồi uống rượu cần với ông ấy, rồi ngồi đi rừng đi riêng với ông ấy để chọn những cây mây, cây giang các thứ, thì nó lại nảy ra cái chuyện về muối. Thì cứ chắp nối dần dần, thế là 2 năm trời mới tìm ra là cái nối lại được cái con đường hạt muối của người Chin, người Cờ Ho, đi từ 1.700m so với mực nước biển từ trên Lâm Đồng đi xuống vùng dưới chân núi là vùng của người Rắc Lây, xong lại đi nối tiếp một cái đoạn nữa là xuống đến đầu nguồn của hạt muối là người Chăm ở dưới Ninh Thuận làm. Em nghĩ là anh cũng phải mất rất nhiều thời gian để mà đi rồi để ghi lại trong cái cuốn sách này. Thôi bây giờ mình cụ thể hơn chút xíu về từng cái lát cắt, từng khía cạnh đi anh. Em nói đầu tiên sẽ về cái hình ảnh bên ngoài trước đi ha, về trang phục đi. Thì anh thích nhất là trang phục của dân tộc nào và tại sao lại như vậy? Nó có gắn liền với văn hóa của họ hay không? Cái bộ trang phục, nhất là trang phục của nữ ấy, thì nó là một cái bảo tàng sống về văn hóa của các dân tộc. Tôi ấn tượng nhất là trang phục của người Hà Nhì Hoa, người Lô Lô Hoa, người Mông Hoa, người Cờ Ho, người Cơ Tu. Nói chung là nhìn vào nó, người Chăm nữa, nó rất sặc sỡ. Và quan trọng nhất là mỗi một cái hoa văn ở trên trang phục ấy, thì nó đều có một cái câu chuyện. Ví dụ như người Chin chẳng hạn, người ta sẽ thêu vào trong cái bộ trang phục là cái con mắt của con chim. Hỏi tại sao là thêu mắt của con chim thì người ta trả lời là con chim nó bay ở trên cao ấy, thành ra nó bao quát, nó nhìn hết được ở dưới như thế nào. Hoặc là người ta thêu con chồn, người ta rất ghét nó nhưng mà người ta vẫn thêu nó để nhắc nhớ. Nghĩa là cứ gieo hạt ở đâu là con chồn nó lên nó đào nó ăn mất, thành ra cứ gieo hạt là phải đặt bẫy con chồn. Ví dụ thế. Hoặc là người Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An chẳng hạn, thì người ta có cái trên cái bộ váy của người ta là có hoa văn hình đầu con cá thôi. Thế xong hỏi người ta là tại sao không làm hết cả con cá mà làm đầu con cá thôi. Thì người ta mới kể là ngày xưa ấy là các cụ là đi ra suối xúc cá thì toàn xúc được đầu con cá thôi. Thế là hóa ra là cái con đấy, cái tiếng Thái gọi là con nạc, nó là con dài cá ấy. Thì là nó ăn hết phần thân rồi nó nhả lại phần đầu. Thế người ta chỉ xúc được cái đầu thôi. Thế là người ta ấn tượng đến mức là người ta về người ta nghĩ ra cái hoa văn là người ta dệt lên váy là chỉ có đầu con cá thôi. Ôi thú vị ghê. Nhiều khi mình cứ nghĩ là đơn giản là vì người ta phải thật sự là tôn sùng hoặc là người ta quá yêu bến thôi. Yeah. Nhưng mà qua lời giải thích của anh em mới thấy là có nhiều cái đúng là nó gây ám ảnh. Dạ yeah, đúng rồi. Thì thôi mình gọi là mình cho nó hiện diện luôn trong cái đời sống bình thường để mình xóa đi cái sự ám ảnh đó. Yeah. Thế còn những món ăn thì sao ạ? Ẩm thực ở đồng bào nào là anh thấy là nó khác biệt hoàn toàn? Tôi đi nhiều nhưng tôi rất là mê ẩm thực Chăm. Yeah. Ví dụ như lần đầu tiên mình đến làng Phước Nhơn ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, thì là được người ta mời ăn cơm thì bát khai vị thì là như giống kiểu mình là bát súp. Yeah. Thì là nó là một bát canh, nó cũng sệt sệt như súp mình, thì gọi là đây là canh đắng. Thì người ta bảo ăn xem có ăn được không, ăn được thì chứng tỏ là ở được với người Chăm. Cái canh đấy rất đắng, nghĩa là người ta nấu bằng toàn những thứ lá đắng rồi, bằng trái khổ qua rừng này, lá đắng, cá bát, xong gạo giã ra, rồi cá cơm. Nói chung rất rất nhiều thứ và ăn rất đắng. Nhưng mà ăn quen ấy thì đầu tiên nó đắng nhưng đến lúc nuốt xuống thì nó rất ngọt. Và đấy người ta gọi là canh thanh nhiệt giải độc. Tại vì người cái làng Phước Nhơn đấy là cả cái làng là đi bán thuốc. Cái món ăn của người ta đã là cái bài thuốc rồi. Và xung quanh kể cả cái vườn của người ta cũng toàn là các cây thuốc. Người Chăm rất nhiều món ăn ngon. Và mỗi một cái món ăn thì nó lại có cái hàm chứa những cái tri thức ở đấy. Ví dụ như trong cái lễ hiến sinh trâu chẳng hạn, cúng trâu thì không bao giờ có thể thiếu là canh xương trâu với cả lá môn. Đã bảo là cái lá môn nó mọc rất là nhanh mà mọc rất là sạch, cúng cái đấy ý là cầu chúc cho tổ tiên như là trở lại nó đều đặn, như là mọc như là cây gây môn ấy. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm hiểu đến các lễ hội văn hóa đi ạ, hoặc là một phong tục kỳ lạ của một dân tộc nào đó ạ. Ngày 14 tháng 7 là hàng năm là lễ hội tổ tiên của người Lô Lô ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Cái lễ đấy rất đặc biệt, cái là người Lô Lô thì cứ người mất thì là người ta không thờ ảnh đấy hết đâu. Người ta
đẽo một cái hình người bằng gỗ, người ta đưa lên bàn thờ. Thế là tất cả đấy thì gọi là tổ tiên hết. Trong cái lễ đấy thì có hai cái việc mà rất là thú vị, đấy là người ta phải đào cái hai cái trống lên, trống trống đồng, có một trống đực, một cái trống cái. Chỉ có ngày đấy, đúng vào cái lễ đấy là có cơ hội là được nghe, được nhìn thấy cái cặp trống đấy và được nghe cái tiếng trống đồng. Và cái thứ hai nữa là trong cái điệu múa thì những con cháu phải đeo mặt nạ bằng gỗ, xong đeo mặc quần áo bằng bằng cỏ, xong để nhảy múa trong tiếng trống đồng. Nói chung tất cả các dân tộc, người Mông, người Mường, người Lô Lô, nói chung người Hà Nhì, không chỉ riêng cái lễ hội mà trong một cái đám ma chẳng hạn, thì nó là tất cả những cái phong tục tập quán đặc sắc nhất thì nó thể hiện ở cái đấy. Tham dự một cái lễ hội là mình biết hết được, từ những cái bộ trang phục đẹp nhất đến lời hát, điệu múa, rồi đến cái cách người ta hành lễ, rồi ẩm thực là những thứ ngon nhất. Ví dụ người Mông chẳng hạn, người Mông làm cỗ là phải đãi khách quý hoặc là cúng tổ tiên là phải làm 12 món. Dạ, dễ thương. Em có cảm giác là qua những lời kể của anh thì anh rất là yêu mến những con người mà anh đã gặp. Vậy một con người nào đó, một con người rất là đặc biệt mà anh nhớ tới tận bây giờ là ai ạ? Tôi có rất nhiều bạn ở các vùng dân tộc, nhưng mà một trong những người mà tôi thấy rất là thân thiết, gần gũi và ấn tượng đấy là anh Ly Mí Pó. Anh ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Bây giờ anh là chủ tịch xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn. Nghĩa là anh ấy là đúng nghĩa là một người Mông đặc dệt. Anh là người Mông trắng. Thì trên đấy cuộc sống của anh ấy thì nhà anh ấy khó khăn lắm. Thế là bố anh ấy không cho anh đi học. Anh phải trốn sang nhà chú anh ấy để anh đi học. Không chỉ cái chuyện cái đường thăng tiến của anh ấy thì cũng là so với người bản địa thì cũng là ấn tượng rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là anh ấy rất say mê với văn hóa bản địa. Anh ấy muốn tìm mọi cách để quảng bá cái văn hóa của dân tộc anh ấy. Ví dụ như anh ấy là người làm trà Lũng Phìn, trà Sam Tuyết cổ thụ Lũng Phìn ngon nhất ở tỉnh Hà Giang. Hai vợ chồng anh ấy làm, nghĩa là họ đam mê, cứ rảnh ra là đi tìm đồi trà, đi gặp các nghệ nhân làm khèn. Lên đấy hỏi cái gì anh cũng biết. Anh ấy sẽ kết nối cho mình là làm này làm kia, hoặc anh ấy kể những cái câu chuyện rất dung dị thôi, hoặc là anh dẫn mình đi. Và quan trọng nhất là ở bên cạnh anh ấy, ngồi rủ rỉ uống trà, uống rượu với nhau thì mình luôn luôn được truyền cảm hứng. Mình bảo một cái người mà ở heo hút như thế này, khó khăn khổ sở như thế này mà người ta còn làm được như thế, thì không có cái cớ gì mà mình lại không làm được cả. Đến mỗi một vùng đất mới, gặp những con người mới thì anh thấy họ có gì giống nhau hay không ạ? Họ có một điểm chung là họ rất yêu cái mảnh đất của họ. Họ luôn luôn tìm cách là làm sao để cho nó làm cho nó tốt nhất ở cái mảnh đất đấy. Ví dụ ngay như người Lô Lô, người ta có một câu để dạy nhau dệt vải cho cẩn thận, cho đẹp chẳng hạn, thì người ta bảo là vải mặc đẹp thì cho người, mà chết thì cho tổ tiên mừng. Đấy, ví dụ thế. Mình thấy đúng là cũng có rất nhiều thứ khó khăn. Thế nhưng mà họ, đặc biệt là họ không bao giờ than van, họ luôn luôn tìm cách vượt lên. Và họ làm cái gì họ cũng làm tốt nhất, đẹp nhất. Ví dụ như cái nhà trình tường chẳng hạn, nhà toàn mặc đất thôi, nhưng mà họ chọn những cái đất rất là tốt, đào sâu ở dưới lên, lấy ở trên núi về rồi giã trình thật là chắc chắn. Có những cái nhà trình tường, ví dụ như bây giờ cái nhà trình tường nổi tiếng nhất ở trên Hà Giang là ở trên của người Mông trắng ở thôn Pả A, thị trấn Mèo Vạc ấy. Cái nhà đấy là 150 tuổi rồi. Mà đấy, ví dụ như khách du lịch, nhất là khách nước ngoài, rất nhiều người kỳ lạ là họ đến un, họ xếp hàng để được vào ở trong cái nhà đất đấy. Bên cạnh công việc của một người làm báo là anh cũng là một người yêu văn hóa và muốn giới thiệu về văn hóa du lịch. Em thấy là ở cái thời điểm này á, thực sự ra chuyện mà mình đi du lịch để mình trải nghiệm khám phá văn hóa nó cũng không phải là quá mới lạ, nhưng mà để mà nói rằng là nó phổ cập, nó lan rộng thì đúng là cũng chưa được. Thế thì cái này đối với anh nó có phải là một thách thức của ngành du lịch Việt Nam mình hiện tại hay không ạ? Tôi bắt đầu đi dẫn khách du lịch từ năm 97. Thì lúc đấy mình đã thấy là nếu như chỉ chăm chăm dẫn người ta đến những cái chỗ mà cảnh đẹp đi thì người ta cũng chỉ đến một lần. Lễ hội cũng thế thì người ta cũng chỉ đến một lần. Nhưng mà cái hồn cốt của cái phong cảnh nó là cái gì thì chính là con người.
chính là những cái tri thức bản địa, những chính là cái văn hóa bản địa. Một người dẫn đường phải là một sứ giả văn hóa. Thì tôi đi theo một cái hướng đấy. Ví dụ ngay như cái chuyện đi lên Bắc Hà chẳng hạn, cái chợ ở Bắc Hà thì nó có một cái rất độc đáo là chủ nhật hàng tuần là bán ngựa. Người Bắc Hà thì người Mông ở đấy người ta nuôi khoảng 2.000 con ngựa. Họ có một cái câu là ngựa cũng con ngựa cũng như con người. Rất nhiều người lên thì là chỉ đi cái chợ ngựa rồi ăn cái thắng cố ngựa là xong thôi. Thế nhưng mà mình không muốn như thế, thì mình muốn là tại vì con ngựa nó gắn bó suốt cả cuộc đời với của người Mông. Dù người phụ nữ Mông mà người ta khổ quá thì người ta than là thân chị như là con ngựa thồ không biết đặt cánh xuống. Người đàn ông thì bảo ăn thì phải làm như con ngựa ấy thì mới có ích. Khi mà mình diễn giải cho khách những cái đấy thì đầu tiên họ sẽ đến, họ rất là hứng thú ở một cái chợ ngựa, ăn những cái món ăn về thịt ngựa. Xong cuối cùng họ sẽ đi vào trong, đi lên núi vào trong những cái thôn bản để người ta xem là người ta nuôi ngựa như thế nào, chữa bệnh cho ngựa ra làm sao. Từ những cái đơn giản nhất như trong cái lễ cúng thì là cái hình ảnh con ngựa nó dẫn hồn của người chết như thế nào, ví dụ thế. Thì là họ sẽ được trải nghiệm từ đầu đến cuối về cái văn hóa con ngựa ở trong cái cuộc sống của người Mông ở Bắc Hà. Thì chính vì cái đấy thì người ta mới ấn tượng. Chứ còn nếu không chỉ là một cái phong cảnh không mà không có hồn thì đẹp đến bao nhiêu người ta cũng không động lại cái gì cả. Cũng rất mừng là càng ngày thì càng có nhiều người, nhiều đơn vị làm du lịch đi theo cái hướng đấy. Tất nhiên nó vẫn còn rất nhỏ so với những người chỉ đi đến để chụp ảnh. Tất nhiên cái gì nó cũng tốt cả. Ví dụ một bức ảnh một du khách mà đứng ở trên đèo Mã Pì Lèng, nó thôi thúc rất nhiều người lên để làm sao chụp được cái bức ảnh đấy. Thế nhưng mà nếu như chỉ như thế thì không động lại cái gì cả. Để mà du khách tiếp cận được với văn hóa bản địa thì em nghĩ đó là một cái điều nên làm và phải làm. Nhưng làm sao để mình phát triển được về du lịch mà văn hóa trải nghiệm giống như anh đã làm nhưng không làm cho những cái nét văn hóa này nó bị mai một ạ? Gìn giữ một cách rất là tự nhiên đấy ạ. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Không có khách đến thì cái văn hóa không được trao truyền, không được quảng bá, nhưng có khách đến quá nhiều thì lại bị ảnh hưởng đến cuộc sống của người bản địa. Thế nên chúng tôi lựa chọn là ví dụ như ở Lô Lô Chải chẳng hạn, có những ngày mà có 60 khách đăng ký đến, chúng tôi cũng kiên quyết là chỉ nhận khoảng 20 khách đổ lại. Nói chung đi đoàn càng nhỏ càng tốt, càng được khuyến khích. Tại vì đến như là đón tiếp sẽ như là cái người thân trở về nhà người ta. Có ít người thì mới ngồi, mới kể cả nói chuyện với nhau, cùng đi làm nương, cùng đi nấu ăn, cùng dệt vải, cùng thêu khăn. Rồi trong lúc đấy thì mới trao truyền được cái văn hóa. Yeah. Chứ còn đông đúc quá, ồn ào quá. Chụp hình thôi là hết giờ. Đúng rồi, là hết giờ rồi, không, yeah. không làm được cái gì cả. Nói chung là mình phải có năng lực từ chối. Cảm ơn nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng. Thực sự là cuộc trò chuyện ngày hôm nay quá hay.